tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta. Đây là hình ảnh trong những ngày đầu thành lập quân đội chúng ta. Trong ngày đầu thì quân đội chúng ta có 34 chiến sĩ mà thôi, được trang bị 34 khẩu súng đủ loại. Đây là những người ưu tú và dũng cảm nhất ở các đội du kích. À, xin chia sẻ với các bác, bên này là diễn từ mà đồng chí Mỏng Nguyên Giáp đọc trong buổi lễ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền của quân. Và tại đây thì bảo tàng có những bức tượng của đại tướng Mỏng Nguyên Giáp, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam của chúng ta, người học trò ưu tú và xuất sắc nhất của chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin giới thiệu với đoàn chúng ta một số thông tin về đại tướng Mỏng Nguyên Giáp. Đại tướng Mỏng Nguyên Giáp của chúng ta sinh năm 1911 và ông mất năm 2013. Ông sinh ra tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, một miền đất gian khó nhưng giàu truyền thống cách mạng. Một điều đặc biệt nữa là trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, đại tướng Mỏng Nguyên Giáp chúng ta không trải qua bất kỳ trường lớp quân sự nào, cũng không trải qua các thứ bậc quân hàm trong quân đội, mà từ một người lính đã được Bác Hồ chúng ta phong thẳng lên đại tướng lúc tuổi đời rất là trẻ. Lúc đó vào năm 1948 thì đồng chí Mỏng Nguyên Giáp của chúng ta mới có 37 tuổi mà thôi. 37 tuổi mà được phong quân hàm bất ngờ từ một người lính lên đại tướng là quá bất ngờ đối với phóng viên nước báo chí nước ngoài. Và một phóng viên người Pháp đã tiếp cận Bác Hồ chúng ta và hỏi Bác Hồ chúng ta rằng: "Vậy thưa ngài, tiêu chí nào ngài phong quân hàm bất ngờ đến như vậy?" Thì lúc đó Bác Hồ chúng ta rất hiền hảo trả lời với người phóng viên người Pháp đó rằng: "Như các ông đã biết thì chúng tôi đang thực hiện kiểu chiến tranh du kích, và kiểu phong quân hàm của chúng tôi cũng là kiểu phong quân hàm du kích, có nghĩa là đánh thắng đại tá thì chúng tôi phong đại tá, mà đánh thắng đại tướng thì chúng tôi phong đại tướng." Vậy nói như lời Bác Hồ chúng ta thì trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, đại tướng Mỏng Nguyên Giáp của chúng ta đã đánh thắng hơn 10 vị đại tướng, chưa kể các vị đại tướng của Việt Nam Cộng Hòa. Đặc biệt nhất là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Với tài chỉ huy của đại tướng Mỏng Nguyên Giáp thì một số chuyên gia quân sự nói rằng đại tướng nổi tiếng trên toàn thế giới, trở thành 10 vị tướng tài sánh ngang với Napoleon. Bây giờ mời chúng ta tiếp tục di chuyển coi này để theo dõi sa bàn Điện Biên Phủ, thế chỉ huy của đại tướng Mỏng Nguyên Giáp. Qua trường phòng viên là đây có chi sau khi xem xong ba bàn thì mời các bác cùng với cháu là tiếp tục di chuyển ra phía cửa để chúng ta đi ra.
Cổ là một thung lũng nằm trải ở vùng rừng núi Tây Bắc Việt Nam, dài khoảng 18 km, rộng từ 6 đến 8 km, núi cao bao bọc xung quanh. Để đối phó với hoạt động của ta trong đông xuân 1953-1954, đầu tháng 12 năm 1953, Na Hoa quyết định xây dựng tại Điện Biên Phủ một tập đoàn cứ điểm mạnh gồm 3 phân khu với 49 cứ điểm. 1. Phân khu Hồng Cú ở phía Nam. 2. Phân khu Bắc gồm 2 trung tâm Độc Lập và Bản Kéo. 3. Phân khu trung tâm quan trọng nhất gồm 5 vùng cứ điểm với 2/3 lực lượng: gồm Yên Nam, gồm Tây Bắc và Tây Nam có các cứ điểm 105, 106, 206, 311, 311A, 311B, 310. Cụm trên dãy đồi phía đông có các cứ điểm E1, C1, C2, C1, C2, A1. Dưới đất còn có các cứ điểm 55, 55A, 56, 57, 58, 59, 210. Giữa là sở chỉ huy của tướng De Castries, có nhiều cứ điểm bao quanh. Hỏa lực phóng binh và hai sân bay được bố trí ở Mường Thanh và Hồng Vũ. Cả Pháp và Mỹ đều cho rằng Điện Biên Phủ là tập đoàn cứ điểm mạnh nhất chưa từng có ở Đông Dương, là pháo đài không thể công phá. Điểm mạnh điểm yếu của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Bộ Chính trị Đảng Lâm thời Việt Nam quyết tâm tiêu diệt cứ điểm này. Thank you.
Yeah.
đêm 1 tháng 5, và tiến công thứ 3 bắt đầu. Các cứ điểm C1, 55, 55A, 311A, 311B nhanh chóng bị tiêu diệt. Trận địa tiến công và bao vây của ta ngày càng thắt chặt, mỗi nơi chỉ cách hầm cứu đập cát khoảng 300 mét. Hoàng sợ trước chiếc hầm lòng ngày càng siết chặt, địch định mở đường máu tháo chạy sang thần Lào vào đêm 7 tháng 5. Nhưng 18 giờ ngày 6 tháng 5, ta lại tiếp tục tiến công tại đồi A1. Công binh đã đào một đường hầm dài 47 mét, đặt nguồn tấn thuốc nổ đánh vào trận địa phòng ngự của địch. Bộ binh ta từ nhiều hướng xông lên diệt gọn A1.